Tối ngày 25 tháng 12, Công an huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ một vụ nổ khiến 4 học sinh thương vong. Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra vào khoảng 15 giờ cùng ngày tại một ngôi nhà ở thôn Quỳnh Tân 3, thị trấn Buôn Chấp, huyện Krông Anna. Sau tiếng nổ lớn, người dân chạy tới ngôi nhà trên thì phát hiện 4 em học sinh từ 9 đến 11 tuổi bị thương nặng và đưa 4 em đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên 2 em đã tử vong. Hai em còn lại đang được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra. Theo người dân tại hiện trường, nguyên nhân vụ nổ được cho là các em học sinh tự chế pháo. Được biết, ngoài 4 em trên thì còn 2 em khác cũng tham gia chế pháo nhưng đứng xa nên không bị thương.